Xin chào tất cả mọi người, chúng mình đến từ K42 báo phát thanh. Mời các bạn hãy theo chân chúng mình khám phá xem những bạn tân sinh viên ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ có những dự định như thế nào về phương pháp học tập trên đại học nhé. Let's go! Mình đã bắt gặp được một bạn K42, hãy cùng mình đi phỏng vấn bạn ấy nhé. À, một sự tân sinh viên K42 của Học viện Báo chí Tuyên truyền, thì bạn đã có những dự định về phương pháp học đại học ở ngôi trường mới chưa? Mình nghĩ là mình sẽ học ở trường và học tập từ những thầy cô giáo ở AGC. Chào bạn có thể giới thiệu về bản thân mình được không ạ? Xin chào cậu, mình là Phương Trang, mình học K42 của khoa báo phát thanh. Là một tân sinh viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, vậy thì bạn đã có chuẩn bị cho mình dự định gì để có thể học tốt ở trên đại học ạ? Đương nhiên là cũng giống như các bạn khác thì mình sẽ học thông qua sách vở, bởi vì mình nghĩ là sách là nguồn tri thức vô tận của chúng ta mà. Một khoảng thời gian đi tham khảo ý kiến của bạn tân sinh viên thì chúng mình đã rút ra được rất là nhiều ý kiến phong phú và khác nhau. Và cuối cùng chúng mình muốn gửi đến một thông điệp, đó là học ở trường, học ở sách vở, học ở nhau và học ở nhân dân.